chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn ngày mới làm việc và học tập hiệu quả. Sài Gòn đang mùa mưa, lúc mình quay thì trời vừa mới mưa xong, hình ảnh không đẹp nên mong các bạn thông cảm. Trong video này mình sẽ đưa các bạn tham quan tiến độ nút giao Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ. Nút giao Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ là nút giao lớn nằm ở cửa ngõ phía nam thành phố, nằm trên trục đường huyết mạch vành đai 2, nhiều năm qua ngã tư này luôn trong tình trạng quá tải. Do đó, dự án nút giao này được kỳ vọng sẽ góp phần xóa bỏ kẹt xe cho khu vực này. Giai đoạn 1 gồm 2 hầm chui lớn trên đường Nguyễn Văn Linh, giai đoạn 2 sẽ thi công tiếp 2 cầu vượt, biến nút giao này thành nút giao 3 tầng. Tổng chiều dài mỗi hầm khoảng 456m, chiều ngang đảm bảo 3 làn xe, kết cấu bằng bê tông, cốt thép. Việc thi công đào hầm trong mùa mưa cũng gặp nhiều khó khăn. Địa chất ở khu vực này là đất sét, nên khi gặp mưa phải đào những hố tụ thật lớn, đồng thời gắn các máy bơm để giảm việc đất nhão hóa thành bùn gây khó khăn cho công việc thi công về sau. Tiến độ hiện tại, nhánh hầm HC2 đã làm xong việc đào đất, dàn chống, cốt thép, một số vị trí đã lót đáy. Đặc biệt, hầm HC2 đã nhìn thông được toàn bộ hầm từ bên này sang bên kia. Với tiến độ hiện tại, đơn vị thi công kỳ vọng sẽ có thể thông xe kỹ thuật hầm HC2 trong tháng 8 tới. Hầm HC1 tiến độ cũng rất ổn định, hiện tại chỉ còn một đoạn nhỏ chưa được đào đất. Các đoạn đã đào đất xong thì cũng đang được thi công bê tông cốt thép. Dự kiến hầm này cũng sẽ được thông xe trước 31 tháng 12 năm nay. Nút giao Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ có lượng xe cộ rất lớn, tình hình tổ chức giao thông cực kỳ phức tạp, vừa làm vừa phải đảm bảo giao thông nên phải điều chỉnh, phân luồng xe cho phù hợp. Việc ùn ứ xe cộ ở khu vực này là khó tránh khỏi. Việc thi công nút giao cũng gặp nhiều bất cập, gây mất an toàn, cụ thể, khu vực thi công có tình trạng hư hỏng mặt đường, ổ gà, trồi nhựa, thiếu phản quang tại các đầu giải phân cách, chiếu sáng không đảm bảo do cây xanh che khuất, mất vệ sinh mặt đường xung quanh khu vực rào chắn. Sở Giao thông Vận tải thành phố đề nghị Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị khẩn trương sửa chữa, khắc phục tình trạng hư hỏng mặt đường Nguyễn Văn Linh, kể cả phạm vi bên ngoài rào chắn. Đồng thời, chủ đầu tư được yêu cầu xây dựng và sớm trình Sở Giao thông Vận tải thông qua phương án tổ chức giao thông phục vụ thông xe hầm chui HC2 của dự án. Trường hợp chủ đầu tư không sớm thực hiện các yêu cầu trên, Sở Giao thông Vận tải thành phố sẽ không xem xét, giải quyết các hồ sơ đề nghị cấp phép thi công, hồ sơ phương án tổ chức phân luồng giao thông phục vụ thi công hoặc đưa vào sử dụng các hạng mục công trình thuộc dự án hầm chui.
Hầm chui Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ là một trong những nút giao quan trọng ở cửa ngõ phía nam thành phố. Khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần giảm ùn tắc ở cửa ngõ phía nam thành phố, tăng kết nối giao thông liên vùng và phát triển kinh tế từ trung tâm đi khu công nghiệp, cảng Hiệp Phước, Nhà Bè. Gần đó là công trình cầu Rạch Đĩa, được xây dựng nhằm thay thế cầu sắt cũ, đã mất an toàn. Ngoài ra, cầu cũng giúp giảm lưu lượng xe dồn về nút giao Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ, giúp kết nối quận 7 và Nhà Bè. Tiến độ hiện tại cầu đã được gác dầm và đổ bê tông mặt cầu, còn một trụ cầu giữa sông thì đang được thi công. Dự kiến toàn bộ công trình sẽ hoàn thành vào 31 tháng 12 năm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hãy đăng ký kênh và bình luận góp ý phía bên dưới để kênh làm tốt hơn trong các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!